Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, tỉnh Sóc Trăng đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Từ những cơ chế chính sách phù hợp, tỉnh đã huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực không chỉ giúp gia tăng giá trị công nghiệp và xuất khẩu, mà còn giúp cho cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ. Đây sẽ là một trong những điều kiện quan trọng và là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Một trong những điểm nổi bật trong phát triển công nghiệp trong năm 2022 là Sóc Trăng có tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, tăng 8,61% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, xuất khẩu thủy hải sản ước đạt trên 1 tỷ 050 triệu đô la, xuất khẩu gạo và các mặt hàng may mặc đạt trên 300 triệu đô la, tăng 13,43% so với cùng kỳ. Có được kết quả trên là do doanh nghiệp đã chủ động được nguồn nguyên liệu, mở rộng diện tích nuôi tôm công nghệ cao, đồng thời chế biến đảm bảo quy định về truy xuất nguồn gốc, an toàn vệ sinh thực phẩm, nỗ lực nâng cấp công nghệ và trình độ chế biến, không ngừng phát triển đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường lớn như châu Âu và các nước Mỹ, Nhật Bản. Bên cạnh đó, Sóc Trăng còn có nhiều chính sách trong mời gọi thu hút các doanh nghiệp đến nghiên cứu khảo sát và có kế hoạch đầu tư các ngành chế biến nông sản, giúp cho chiến lược xuất khẩu của tỉnh Sóc Trăng tăng trưởng khá bền vững. Thì mình muốn đạt được những cái tiêu chí và cái chiến lược của công ty mình, thì cái nguyên liệu nó phải được truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Thì hiện nay mình cũng biết là cái nông sản của mình là nó manh mún rất là nhiều, cho nên chúng ta là rất là khó để mà có được một cái diện tích lớn để mà tập trung vào cái quản lý và cái truy xuất về nông dược để phục vụ cho các thị trường cấp cao. Thì sắp tới thì chúng tôi cũng thiết tha mong tỉnh tạo điều kiện cho Khang An phát triển cái vùng nguyên liệu của mình để mà trồng trọt những cái mặt hàng, ví dụ như là ớt chuông, ví dụ như cà tím, giống Nhật, ví dụ như củ sen, để mà phục vụ cho cái thị trường cấp cao của Khang An đang hướng tới. Tính đến nay, toàn tỉnh có 18 dự án điện gió đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.295,2 MW, trong đó có 11 dự án đang triển khai thi công và 4 nhà máy đi vào vận hành thương mại với tổng công suất 110,8 MW. Dự kiến trong năm 2023 sẽ có thêm 7 dự án điện gió vận hành thương mại với tổng công suất khoảng 320 MW. Các dự án điện gió hoàn thành đi vào vận hành thương mại sẽ mở ra một tín hiệu mới cho ngành công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới. Khi công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển thì sẽ tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế hàng năm, góp phần vào mục tiêu đưa Sóc Trăng phát triển nhanh và bền vững. Cái sản lượng điện thì hiện nay là cũng tương đối tốt. Chúng tôi dự kiến mỗi năm ra khoảng 200 tỷ và đóng góp cho ngân sách cho tỉnh khoảng 20 tỷ. Tiền thuế. Với cái giai đoạn 1, nếu giai đoạn 2 thì chúng tôi sẽ đóng góp khoảng gấp đôi, khoảng 40 tỷ một năm và tạo công ăn việc làm cho hiện nay là khoảng 40 người tại địa phương có việc làm ổn định. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, tỉnh Sóc Trăng đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là thực hiện tốt các chủ trương chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Kết quả, trong năm 2022, ngành công thương tỉnh giữ được mức tăng trưởng ở mức khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12%, chủ yếu tăng trưởng ngành nghề công nghiệp chế biến, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện khí đốt. Trong năm qua, toàn tỉnh có tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt trên 71.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện trên 26.000 tỷ đồng. Các chỉ tiêu trên đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Mục tiêu của công ty là đặt ra trong năm 2023 là cố gắng là kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 170 triệu đô la. Và sản lượng kim ngạch thì khoảng 15.000 tấn. Đó là vấn đề. Về thị trường thì công ty cố gắng duy trì thị trường cũ và sẽ phát triển đặc biệt quan tâm hơn nữa đến với cái thị trường Trung Quốc. Năm 2023 thì theo nhận định của ban quản lý các khu công nghiệp cũng như các doanh nghiệp trong khu công nghiệp á, thì tình hình nó có xu hướng nó ngược hơn năm 2022. Tức là 6 tháng đầu năm á, chúng tôi đánh giá là có thể cái sản xuất nó chậm lại. Tuy nhiên bắt đầu qua giữa năm thì tình hình nó sẽ ổn định lại và các tháng cuối năm là sẽ doanh nghiệp sẽ tăng tốc.
Lúc đó là tình hình về chiến tranh, về lạm phát nó cũng đã ổn định, thì và hiện nay, đặc biệt hiện nay thì Trung Quốc đã dần mở cửa cái Covid rồi, coi như là họ sống bình thường hóa với cái Covid. Do vậy thì cái xuất khẩu và sản xuất trong năm 2023, các tháng cuối năm sẽ tốt hơn. Để bảo đảm đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh, ngành công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2023. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 80.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời phối hợp với các sở ngành đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư các dự án phát triển khu cụm công nghiệp, hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, dự án sản xuất công nghiệp sớm đưa vào hoạt động, tạo giá trị sản xuất tăng thêm cho ngành công nghiệp của tỉnh trong những năm tiếp theo. Ngành công thương tỉnh Sóc Trăng đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu trong thời gian sắp tới như sau. Thứ nhất là tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đa dạng hóa các sản phẩm, ngành hàng xuất khẩu. Cái thứ hai là hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cái hội chợ trong và ngoài nước để khảo sát thị trường. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng cái công nghệ thông tin, thương mại điện tử vào cái quản lý điều hành của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Thương vụ, Tham tán Thương mại Việt Nam tại các nước, nhất là các đối tác trong cái hiệp định thương mại để thực hiện cái chương trình xúc tiến thương mại cho các sản phẩm của tỉnh, và đồng thời tiếp nhận thông tin về tình hình thị trường, tình hình áp dụng các rào cản kỹ thuật trong cái thương mại vân vân để kịp thời phổ biến đến cho các doanh nghiệp để chủ động ứng phó và hạn chế rủi ro trong thời gian sắp tới. Trong những năm qua, ngành công nghiệp của tỉnh Sóc Trăng luôn có sự tăng trưởng ở mức khá, đã thu hút được nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư. Đây được xem là hướng đi đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp xây dựng, góp phần tăng trưởng chung các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.